Khương mến chào anh Hậu ở ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Anh có gọi điện đặt ủng hộ em bộ hát clip. Anh kêu tư vấn cho anh cái bộ nào tầm 1 triệu hơn mà hát ok, nhẹ hát. Thì em cũng tư vấn cho anh bộ sao cạc đời mới C100 và micro BM900. Bộ này thì trị giá 1.250.000, gồm đầy đủ nguyên một bộ ha. Và anh đã ok. Và video hướng dẫn sử dụng thì em đã hướng dẫn riêng cho anh rồi. Và sản phẩm anh đi kèm những gì em có chụp hình gửi cho anh vào Zalo cho anh lưu về máy luôn rồi. Cái video này là test âm thanh cho anh ha. Bây giờ em tăng nhạc test. Kiểm tra cho anh Hậu. Ấp Mỹ Lương, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang đã nhận Sacombank 8:29. Ca khúc Sầu Lẻ Bóng 2, sáng tác anh Bằng Tông Nam. Karaoke Nhật Nguyễn, hát trên sao cạc C100 và micro BM900 màu vàng gold. Anh về anh hát cái môi của anh vào mặt chữ nha. Từ khi mất nhau rồi, tim tôi thành rồi đã. Đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ, nghe hồn như dòng suối trôi vào khoảng vắng hư vô. Vết thương trong hồn đã như khô. Người ơi mấy ai ngờ, ra đi rồi là hết. Ra đi là vùi chôn tất cả, chôn vùi đôi hình bóng nhân tình xóm tối bên nhau. Những đêm tâm sự tay gối đầu, ai ai bao thời gian không biến đổi. Khi thề nguyện trăm năm vẫn yêu tôi hỡi người ơi. Ai ai cầm tay tôi mãi không rời. Ôi lời nói ngọt ngào trên đầu môi. Tôi hiểu thời gian như cánh nhỏ. Chim trời mùa khi vươn lươn bay đi với mộng mơ. Sống lẻ loi, còn đây là thư tình mang theo làm hành lý. Tôi xin bằng lòng ôm nỗi khổ ghi vào trong nhật ký như là vết tích đau thương. Rước đi âm thầm với phong sương và xin cảm ơn người. Bao nhiêu chuyện lừa dối, nhưng khi người đành tâm chối bỏ, ân tình tôi còn giữ như mùa thoáng vẫn mong manh. Chung hơn kỷ niệm hai đứa mình. Em bấm nhỏ nhẹ em nói vài câu nữa. Em chỉnh cho anh là âm lượng chép 80 ha, âm chung 60, âm bát em chỉnh 80 ha. Khi nào về cái giọng của anh dư bát thì mình tăng chép và ngược lại ha, cứ như vậy. Âm lượng mic em chỉnh cho anh khoảng 3 giờ nha, nó cắt hút rồi, cách khoảng 20 đến 30 cm cái miệng của mình vẫn hút nha. Ngoài ra anh về anh mở nguồn lên là anh hát nha, không có cần thiết phải chỉnh mấy cái tune nhạc trẻ đó nha. Anh được quyền bấm chính cái nút bên đây hiệu ứng nha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh Hậu ở Mỹ Lương, Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang đã chuyển khoản rất là sớm cho Khương Sacombank vào lúc 8:29 nha. Em đã nhận tiền xong và em cho đi kịp hôm nay luôn, vì ngày mai cuối tuần em không có làm việc. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.